Pokemon, tiến lên! Đừng, đừng, đừng! Mình thích nhất là xem phim. Ai cho vào mà vào hả? Đây rồi, để xem con bé còn giấu gì nữa nào. Cấm mở à? Càng tốt. Tuyệt, là Big Real. Cho tụi Pokemon một bài học đi, cô nàng sọc kẻ. Quá tuyệt. Ai mua kem ông dích không nè? Giá cả phải chăng lắm. Kem ông dích đây. Thế bây giờ ai mới là đại ca nào? Cấm tụi Pokemon vào trong đó. Này, nhóc muốn gì hả? Anh chàng ở đằng kia sao? Này người anh em, đi cùng nào. Bé của tôi đây. Để xem nào. Cậu có mang theo máy ảnh không đó? Không. Trốn đi anh em ơi. Thôi được, tạm tin cậu vậy. Còn Pokemon? Không. Làm gì có con Pokemon nào. Nhưng mà tôi có đây nè. Big Real, ra tay đi. Quay mặt đi. Uống cho khỏe nè anh bạn. Cảm ơn nha. Vừa đúng lúc luôn. Hả? Tôi là trò đùa của họ sao? Đồ ăn hại. Ai ăn hại cơ chứ? Tôi sẽ cho anh thấy nha. Có mỗi vậy thôi à? Ồ ồ. Chết đi không? Chịu. Cậu không thấy cái vòi nhọn hoắt hả? Yên tâm đi. Thế này thì sao? Wow, giờ mới được nè. Ồ không. Oh yeah. Cậu Pokemon gì mà bé tẹo vậy? Không có cửa rồi bé ơi. Để xem chuyện gì sẽ xảy ra với cô bé nào. Con vào được không ạ? À? Cậu Pokemon đây á hả? Bên trong là Pokemon gì vậy? Chú lùng à. Đây mới là cậu Pokemon nè. Dạ được, mời vào. Rất hân hạnh. Nhóc đang nói chuyện với anh đó hả? Được rồi, Jigglypuff, cậu phải thật mạnh mẽ. Mau lên, tập luyện đi. Pokemon của mình phải thật bá đạo. Nè, còi của mình cơ mà. Được rồi đó. Đi thôi. Này anh bảo vệ ơi, xem tôi có gì nè. Pokemon mạnh nhất thế giới.
đây á hả? Mình xỉu đây. Jigglypuff, dậy đi, dậy. Lỗi kỹ thuật thôi ấy mà. Hôm nay Jigglypuff xin nghỉ nha. Chia buồn nha. Bình tĩnh nào. Anh bạn không lẻn vào xem phim được hả? Anh mà mang cầu Pokeball là cũng không vào được đâu. Tôi ư? Mang cầu Pokeball? Nhìn nè, là Eevee đó nha. Không, thế này chưa được đâu. Thì vẫn chưa hết mà. Vẫn còn Pokemon khác ư? Anh có hai luôn hả? Chính xác, đây là Mew. Gì mà ngạc nhiên quá vậy? Vẫn chưa hết đâu nha. Tôi còn một con nữa nè. Ba Pokemon luôn sao? Ồ, chuẩn luôn. Pikachu, mình chọn cậu. Cả ba Pokemon luôn. Vé của tôi đây. Được rồi, có mang Pokemon không đó? Ờ, tất nhiên. Ba con luôn nè. Tư thế chiến đấu. Lên đi Pokemon. Ok. Beedrill, thôi, chịu thôi. Sợ chết tôi mất. Đợi tôi chút nha. Tôi cũng chịu luôn. Mời vào. Ha, biết thừa. Đi thôi Pokemon. Vào xem phim thôi nào. Mình chỉ có mỗi một Pokemon thôi. Tuyệt. Jigglypuff, cầm mic nè. Cảm ơn nha. Mình hát được không? Hát gì bây giờ đây nhỉ? Hay là hát nhạc Beyoncé nha? Sao? À phải. Sao cơ? Mình hát nha. Ừ. Xem tôi làm ảo thuật nè. Ba la ra vé mới. Quá tuyệt. Mình đúng là ảo thuật gia mà. Gì vậy ta? Ồ, một giấc mơ. Tốt lắm. Chỉ còn Beedrill thôi. Hát tiếp đi. Cái gì? Nghệ thuật không hạ được ta đâu nha. Ta là nàng ông vô tâm. Tăng âm lượng lên đi. Không được đâu. Chạy lên nào. Yeah, thành công rồi. Xong rồi, màn trình diễn đã kết thúc. Tụi mình đi xem phim thôi. Cậu làm tốt lắm. Mơ đẹp nha anh bảo vệ. Cuối cùng cũng được vào rồi. Ủa? Jigglypuff, không được. Cậu làm gì vậy hả? Đến bộ phim cũng ngủ mất rồi kìa. Biến thật xa nha, cậu Pokemon. Kết cục của các ngươi là như vậy đó. Mình ở trên áp phích nè. Xin chào. Ờ, chào, chào. Cô không được xem phim đâu. Có biển cấm nè. Ờ, thôi được, vào đi. Hả? Ra là chỉ cần như vậy thôi à. Jigglypuff, cậu đi thay sang bộ đồ Pikachu đi. Sao lại là màu hồng? Pikachu hồng.
có xin không? Xin, mau đi thôi. Chào. Tắm Pokemon. Biết làm sao được. Ủa, không phải tôi đâu. Có hài hước gì đâu. Đi thôi nào. Đồ máu lạnh. Candy, hoa này tặng cho em nè. Và hai vé xem phim nữa. Phải rồi, đúng là thứ mình cần. Ồ, xin quá đi. Có phải cho cậu đâu. Đừng có ngửi nữa mà. Đi thôi. Cậu có mang theo gì không? Tặng cho cô bó hoa nè, Bibril. Hoa biến đâu cả rồi. Jigglypuff. Ồ, dễ thương ghê. Hoa ư? Chẳng hiểu mấy người đang nghĩ gì nữa. Không phải tặng cho cô đâu. Tém tém cái nết lại đi. Phim hay ha cả nhà. Cô gặp cái cánh lại được không hả? Chắn hết cả tầm nhìn rồi đây này. Được rồi. Người anh em, tôi cần anh giúp đỡ. Tôi đến ngay đây. Giúp tôi canh giữ chỗ này nha. Đừng có hòng mà lẻn vào. Cấm quay phim. Bé cưng Pokemon mình mới tậu nè. Đi nào. Đợi chút. Cậu có mang theo Pokemon không đó? Có ạ. Để tôi cho anh xem ngay và luôn nha. Mình chọn cậu Pokemon. Ow! Con Pokemon này ngộ ha. Được chứ. Được, Jigglypuff à. Đáng yêu quá trời. Tuyệt. Đi nào Pokemon. Anh bảo vệ bị mê hoặc hoàn toàn rồi. Tụi nó nghĩ mình là ai chứ. Đã không tôn trọng nội quy, lại còn bỏ bùa bảo vệ nữa. Tụi nó sẽ không thoát được đâu. Phải, Pokemon của ta. Max, dậy đi. Đi làm việc mau lên. Dạ, thưa ngài. Là Charmander. Pokemon lửa. Đúng là thứ mà tôi cần. Đi theo tôi nào. Chúng ta đúng là một đội trong mơ ha. Nhìn nè. Chào anh. Anh muốn vào hả? Nhưng anh có mang theo Pokemon không đó? Có hả? Ôi trời. Ồ, tôi cũng có Pokemon đó nha. Tôi chọn cô Charmander. Cô giải quyết được chứ, phải không? Chịu thôi. Hợp đồng của tôi không bao gồm cái này. Xin thua. Biết mà. Đi nào Geodude. Suýt thì tôi. Wow, vừa siêu khỏe, vừa siêu đáng sợ. Tụi mình cũng làm được mà, Chipley à. Đi thôi. Chào, có vấn đề gì không? Lên đi Chipley. Cho họ biết thế nào là lễ độ đi. Đúng là trò cười mà. Bình tĩnh đi Jigglypuff. Đừng mà.
Khi không có ai để ý thì cậu làm gì trong đó vậy? Coca là tuyệt nhất. Chẳng thấy gì cả. Ừ, xin lỗi nha, Jigglypuff. Ừ, xin lỗi nha, tôi không cố ý đâu mà. Tôi không mang Pokemon thật mà. Cái gì bên trong vậy? Xin lỗi, không phải là cố ý đâu. Cậu nặng quá rồi đó, Theo. Giữ thẳng nào, Jiggly. Nào, Jiggly, tiến lên đi. Biết rồi. Chào buổi trưa nha. Xin chào. Vé của tôi đây nè. Tốt lắm. Anh không mang Pokemon chứ? Tất nhiên là không rồi. Tuyệt vời. Xem phim vui vẻ ha. Đợi chút đã. Thấy có điểm rồi đó nha. Thành công rồi chứ? Tất nhiên rồi. Người khổng lồ kia, anh bị lật tẩy rồi nha. Ôi không, tôi cũng có Pokemon dưới áo đây nè. Lửa. Làm tốt lắm, Charmander. Bỗng ngô suất lớn giá 20 đô ạ. Cảm ơn nha. Mình sẽ giấu cầu Pokeball vào đây để không ai nhìn thấy. Chỉ cần ấn nó xuống là được. Xong. Này, có cầu Pokeball không đó? Tôi mà tìm thấy thì sao? Cậu cầm cái gì vậy hả? Bỗng ngô à. Tôi thích nhất là vị phô mai đó nha. Anh chàng không nhận ra. Phải, phô mai là ngon nhất. Vậy tôi vào được chưa? Cảm ơn, cảm ơn. Không, không, không. Nhầm lúc rồi, Jigglypuff à. Xin đó. Phải hát như vậy nè. Lên đi, Charmander. Xử anh chàng hả? Cứ để cho tôi. Đừng, đừng, đừng. Tuyệt. Không nghe thấy gì cả. Jigglypuff, đến lúc biểu diễn rồi. Hát đi. Kéo, búa, bao. Cái này. Tôi thắng rồi nha. Quá đỉnh luôn. Buồn ngủ quá à. Tuyệt vời. Tụi mình đi thôi nào. Vé đây nha. Dừng, dừng, dừng đi. Thôi đi mà. Cậu làm khán giả ngủ hết rồi kìa. Lạ ghê. Chúng ta dừng ở đâu vậy nhỉ? Phải nghĩ cách thôi. Ừ, anh bảo vệ cũng có Pokemon yêu thích kìa. Thả tôi ra, đồ điên. Đúng là thiên tài.
phải rồi. Run. Tôi có bé đây nè. Cùng đi xem phim nha, Charmander. Ồ, hào hứng quá à. Tôi đi nha. Làm ơn. Không, Pokemon không được vào trong rạp phim. Được lắm. Pokemon của mình chưa bao giờ thua ai, vì nó là huyền thoại. Pikachu, mình chọn bạn. Cảm động ta. Pika Pika. Wow, không tệ. Ai mà ngờ Pokemon của bạn lại là Pikachu nổi tiếng chứ. Mình là ngôi sao mà. Ngầu quá ta. Chào mừng bạn yêu. Ouch. Ha ha, đến lượt mình thể hiện rồi. Đừng làm mình thất vọng nha, Miêu. Vuốt của mình sẽ đánh bại tất cả, sợ chưa nào? Pika Pika, mình sẽ không thua đâu. Để rồi xem. Pika, đấu với Miêu. Gay go rồi đây. Chúng ta sẽ được xem phim. Tấn công nào. Chuẩn bị ăn điện đi nè. Đừng có đứng yên như vậy, tấn công đi chứ. Oh, meow, Pikachu. Này, huấn luyện viên đâu có đấu. Úp, ngại quá đi. Hơi lố rồi đó. Tại sao Pokemon của mình lại không chiến đấu chứ? Mình chọn bạn để làm cái gì thế này? Lại cằn nhằn nữa rồi. Đừng chơi bóng Pokemon nữa. Huấn luyện đã đời mà vẫn không biết nghe lời. Đủ lắm rồi. Không cho mang Pokemon vào rạp nữa luôn. Thật không công bằng. Lần sau tụi mình quay lại vậy. Lâu lắm rồi mới lại tới đây. Có điều mình không thích xem phim một mình. May là mình có mang bạn theo. Xin chào Lucy. Wow, là Jigglypuff. Mình hát một bài nha. Để sau đi, mình không muốn muộn giờ chiếu đâu. Chào, bọn mình muốn xem phim Pikachu. Không được. Mang Pokemon thì không được vào. Phải dùng bí thuật thôi. Cho tụi mình vào với. Đi mà. Ủi không, họ lại chơi luật rừng kìa. Ha, miễn nhiễm rồi nha. Ố, không có tác dụng rồi. Không có ngoại lệ nào hết. Ra khỏi đây mau. Mình muốn xem Pikachu lắm luôn. Xin lỗi, chắc là để lần sau. Đối thủ khó chơi quá. Bạn ấy bị làm sao vậy ta? Mình đại diện cho luật và trật tự trong rạp phim. Nhận lấy bài học nè. Không ai qua mặt được Anthony vĩ đại này đâu. Bạn ấy đang sao nhãng. Lợi dụng nào. Xin lỗi nha, Jigglypuff. Chắc bạn sẽ thấy chóng mặt một chút. Thành công rồi. Giờ đến lượt mình. Cho mình vào nha. Không được. Nhưng mà mình bỏ Pokemon ra rồi. Thật hả? Vậy được rồi, vào đi. Ha, được rồi. Cùng nhau làm tất cả, huấn luyện viên và mình, Jigglypuff. Mình biết ta sẽ thành bạn của nhau và vui đùa với nhau. Khó khăn nào ta cũng sẽ vượt qua. Đội chúng ta là nhất. Ta sẽ thắng trận và chạm đến ước mơ. Mình hứa sẽ bảo vệ bạn. Mình là Pokemon của bạn mà. Đã bảo đừng hát ở nơi đông người rồi mà. Đáng ra thì giờ này phải hết phim rồi chứ nhỉ. Tạm biệt. Ngủ ngon ghê luôn. Phim nói về cái gì vậy ta? Mình biết ngay là bộ này buồn ngủ lắm mà. Phải ngừng chiếu nó thôi. Phải tìm cách ngụy trang cho bạn thôi. Ồ, biết rồi. Mình là Pokemon của bạn. Gì? Dùng mấy thẻ này là được. Thử xem nào. Wow, được rồi nè. Mũ hợp với màu lông của mình ghê luôn. Chưa đủ đâu. Làm sao để không ai nhận ra bạn luôn. Quá trang càng nhiều càng tốt chứ sao nữa. Hy vọng hình ảnh mới sẽ hợp với mình. Sẵn sàng rồi. Chúng ta cùng đi nha. Đi thôi. Mình cũng là anh hùng. Cho vào với. Cứ phải nhắc nhở mọi người hoài mệt ghê vậy đó. Bị phát hiện nhanh vậy hả ta? Chưa chắc đâu. Có gì đó không ổn. Đừng có mà lừa mình nha. Cách cả cây số mình cũng ngửi được mùi Pokemon đấy.
Với lại đi xem phim mà đội mũ bảo hiểm làm cái gì? Ha ha, đó, nhìn thấy chưa? Biết ngay mà. Nhớ lấy nè, bạn không được vào. Phân biệt đối xử quá rồi đó. Bạn có nghĩ sẽ thành công không? Chắc luôn, mình tin bạn. Mục tiêu đây rồi. Vào bóng Pokemon đi, có bất ngờ cho bạn đó. Không, hay là mình cho bạn cánh gà nha. Nóng hổi thơm ngon. Vào cho mình đi mà. Dầm ba cái trò này sao dụ được mình. Vào đi mà. Xin chào ngài bảo vệ. Cho Pokemon vào bóng Pokemon đi. Cứng rắn quá ta. Mình có nên vào lại bóng Pokemon không nhỉ? Bỏ vào giỏ này đi, rồi mình sẽ cho bạn vào. Không hả? Thế sao? Meo, chuẩn bị chiến đấu nào. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt hả? Jigglypuff, hát một bài đi. Sao cưỡng lại được nhạc của mình chứ? Khoan, mình có ý này hay lắm nè. Này, bạn đang làm gì vậy? Meo. Đèn. Bạn đùa hả? Trời, bất lực luôn. Đi đâu rồi? Mình phải bắt nó lại thôi. Jigglypuff, bạn là thiên tài. Hay lắm. Dù là Pokemon, nhưng bạn ấy vẫn chỉ là con mèo thôi. Meo. Dừng lại đi. Mình nhất định sẽ bắt được bạn cho coi. Meo, bình tĩnh được không? Cái giá phải trả vì không cho tụi mình vào đạp đó. Mình không có đổi ý đâu. Ê, đừng có làm vậy nha. Đấy rồi, chết nè. Bao nhiêu Pokemon vậy? Ánh sáng đâu mất tiêu rồi. Coi kìa, thông minh ghê chưa. Có vậy mà cũng bị lừa nữa. Nói gì mình cũng không hiểu. Hay lắm, bạn ấy thua ê chề. Vui thật, nhưng bạn phải quay lại bóng Pokemon. Như vậy mình mới mang bạn vào được. Không sao đâu, bạn sẽ ra sớm thôi. Làm sao mang bạn vào trong được đây? Này, bạn không được uống caffeine đâu. Một ngụm thôi mà. Mình nói không là không. Đừng có làm phiền mình suy nghĩ. Mình có ý tưởng rồi. Thôi nào, biết điều chút đi. Vào trong bóng nào. Được thôi. Thế này thì tên bảo vệ xấu xa sẽ không còn nghi ngờ được nữa. Nghe mùi chiến thắng rồi. Lần này lại giấu Pokemon ở đâu đây? Cái gì đây? Cà phê thôi, thấy chưa? Đáng ngờ thật. Trông giống cốc nước bình thường đó. Nhưng mà mình không tin bạn đâu. Hoang tưởng hả trời. Nè, uống thử đi. Uống chứ. Thử thách bắt được ống hút hả? Cái ly nước này đùa mình chắc. Ha, được rồi. Rồi, giờ thì tin mình chưa? Mình phải nếm kỹ mới được. Yeah, đúng là cà phê. Hay lắm. Thế này được chưa hả, đội trưởng? Ừ, bạn còn chờ gì nữa? Đi vào đi. Cuối cùng cũng được vào. Tự sướng cái nào. Phim này thú vị ghê luôn. Ôi, bóng Pokemon bị dính cà phê rồi. Pikachu, ra đây nào. Pikachu. Ước mơ xem phim của bạn thành hiện thực rồi. Yeah, hào hứng quá đi. Ủa, đó là nhân vật chính hả? Còn kia là phản diện. Wow, còn có cả hiệu ứng đặc biệt nữa. Hình như bóng Pokemon không chống nước nên cà phê đã tràn vào. Có vấn đề gì hả Nate? Cái gì mình cũng thích hết trơn á. Mình muốn uống thêm cà phê. Ngon quá đi. Đây chính là cảnh tượng mình sợ hãi. Yeah, Pokemon hệ điện và cà phê. Đúng là sự kết hợp tệ hại. Pika Pika, hiệu ứng chân thật quá đi. Mình chán, mình uống hết nha. Mình thích rạp phim. Ánh sáng đâu rồi? Chà, đừng lo, là do chập điện thôi. Và mình biết ai là thủ phạm rồi. Này, mình không có làm gì hết. Có cần chiếu thẳng vào mắt của mình vậy không hả? Mình có thể giải thích. Mình có làm gì sai đâu. Đừng có chiếu đèn vào mặt mình nữa. Mình muốn quay lại bóng Pokemon. Đèn bị hư là do bạn hết đó. Và bây giờ, mọi người không thể xem phim tiếp được nữa. Còn bạn, đáng ra phải trông chừng bạn ấy chứ. Mình cố rồi. Nhưng mà Pikachu uống cà phê. Mà nè, bạn muốn uống không? Đừng có tìm cớ thoát tội. Mình biết cách giải quyết vấn đề rồi. Tốt lắm. Nào, sửa thôi. Được, đợi mình một chút. Ồ, sáng lên rồi kìa. Hay lắm, xuất sắc luôn. Coi chừng mình đó. Xem phim đi nào. Mình hứa là mình sẽ không phá nữa đâu. Thiệt luôn. Được, vậy thì được. Hôm nay mình tốt bụng đó. Hóa đơn sửa điện đây nè.
bao nhiêu? Mình tưởng bạn là người sửa nó chứ. Thôi xem phim đi nào, bạn lỡ mất đoạn hay rồi đó.